đang tiến ra sân khấu là phần dự thi của thí sinh mang số báo danh 132 Hồ Thị Lưu, hay còn gọi là Lưu Thượng Yên. Lưu Thượng Yên sở hữu một dáng vẻ vô cùng thanh thoát, vừa tay với chân cao 1m52, vòng eo 58. Với phương châm sống, ta thích những thứ đơn giản vì cái đẹp nằm trong mắt của kẻ mộng mơ.